Xin chào các bạn, đây là chuyên mục chăm sóc sức khỏe của Mẹo Sức Khỏe HTV. Nội dung trong chuyên mục chúng tôi sắp gửi đến cho các bạn, hy vọng rằng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Kiểu nhân thấy nhiều đột biến thì nhớ chứ. À, nó có thùng rác đúng không? Thank you.
Mày quay xong rồi nó đẩy nhá. Chỉ đi xem phim. Dạo này thích xem cái phim Việt Nam. Chuyên xem lại cái phố trong làng ấy chị. Ý là cái giờ đấy cứ bận thôi. Ngồi xem ngon. Em toàn bảo với con em dọn cái này cái kia làm này cái kia ấy. Con nó quấy không xem được. Nên là không toàn xem lại ấy. Xem lại mày thích cái phim ấy. Ngày trước thì cũng thích cái Về Nhà Với Con đấy, trầu trực để xem. Ý là thấy phim tình cảm đấy, giờ Việt Nam cũng làm ra ấy, tâm lý xã hội đấy, Sống Chung Mẹ Chồng. Nói chung từ cái ngày mà tập phim Sống Chung Mẹ Chồng ra từ đấy này toàn phim hay đúng không, kể cả mấy cái phim kia cũng vậy. Nói chung từ cái ngày điểm nhấn là ở cái tập phim Sống Chung Mẹ Chồng. Không, em mà mua em nước em không ngói tivi. Con nhà em không ngói tivi. Vì bây giờ ông bà chỉ là để xem thời sự ấy. Chứ thì cứ cái tivi bé bé đấy xem cả ông bà. Còn chuyện bố đấy nhà em đấy lấy cái máy tính kia nó về thì nó có khác cái tivi di động đâu. Thậm chí còn hữu ích hơn. Tivi làm gì làm được nhiều thứ như vậy đúng không? Thì kệ nó. Vậy nên là TV biết rồi. Tuổi chị ngày trước anh bảo anh ấy sai lầm anh đi mua trả góp xong về con nó mới vậy ấy. Nó xem giờ không cắt được không mà. Bố mất mẹ làm suốt ngơi ý là đi học về phát đấy. Xem cho đến chiều mà mẹ đi làm chứ làm sao ở nhà trông nó được ấy. Thế là toàn thế thỉnh thoảng ông bà dỗi ông bố em nó ở nhà đã đến dục nó ra sân kho chơi đi ấy. Không có nó xem suốt ngày. Tối mẹ bố làm về tối bắt đến cậu mà ăn cơm không đến mà. Cứ đòi nhà cậu đến quát đến gọi nó đến xem. Chỉ là không đi đâu. Dính vào. Với anh em cũng giữ đến đấy với anh Hùng quái vàng.